Đây đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi giao lưu miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 22 tháng 11, em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của hãng Mazang. Model của nó là DV6200. Model này nó được sản xuất năm 2001 với giá xuất xưởng của nó là 52.000 yên. Nó tương đương với khoảng độ 11 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Và chiếc đầu này thì sở hữu cái xe ngang của nó là 44 cm. Chiều cao của nó là 8,8 cm và chiều sâu là 31,2 cm và nó nặng là 3,5 kg. Mặt mặt phay xước màu gold, rất đẹp và sang trọng. Đấy. Mà rằng thì có cái rồi chất âm của nó rất là tuyệt vời. Đấy. Thì, chiếc đầu này thì bên em đã test kỹ càng, đọc tốt đĩa chép, rồi là đọc tốt đĩa DVD, đọc tốt đĩa CD. Đấy. Nhưng mà về thì không có khiển kèm theo đâu nhé. Ừ. Máy thì về là hàng tình trạng, hàng đấu giá cho nên là rất là đẹp. Và sau đây thì em cũng xin quay cái phần chi tiết ngoại hình của nội thất bên trong để các bác được chiêm ngưỡng nhé. Đây là phần mặt tiền. Mặt tiền cái này đẹp xuất sắc. Đấy. Mặt phay nhôm xước tem ma răng lổ. Đấy. Kế rất là đẹp và sang trọng. Đấy. Phần lắp lưng đây cũng rất là đẹp. Lắp lưng đây thì hơi cấn nhẹ một chút này, không đáng kể nhé. Rất là đẹp. Đấy. Thật mới luôn. Cạnh trên của nó đây không có một cái vết gì cả. Rất là đẹp. Lắp lưng đây, lắp lưng đây có vết xước nhỏ thôi, lưng mèo thôi. Không đáng kể nhé. Phía sau đây, model của nó là DV6200, điện 100V, công suất của nó là 15W và được sản xuất tại Hàn Quốc, Made in Korea. Và chiếc này có seri của nó là MZ 3 số 0, 137, 3 số 0 và 3 số 5. Một seri rất là đẹp nhé. Đấy. Toàn bộ chân sắt đều được mạ vàng. Đấy. Đây là đường alloc da, tiếng da, còn đây là đường hình da. Đấy, ngoài ra có đường SV video nữa, rồi là đường xuất âm da, là đường cô xoan này trên mạ vàng và một đường cổng quang da. À. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này thì còn rất là mới rồi, máy móc thì là zin nguyên bản, mắt đọc zin theo máy luôn. À. Tụ chi chít đi. À. Nguồn đây, còn đấy mới nên họ thiết kế cũng khá là nhỏ gọn. Là mới luôn. Và đây là phần đáy phía dưới này. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần là mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để các bác được thưởng thức. Thì trước tiên em sẽ kết nối cái phần hình để em đọc test một cái tivi ở phía sau ấy, để cho các bác được chiêm ngưỡng. Sau đó em test cái đọc đĩa CD. Đấy. Đây, tivi phía sau đây. Này, biểu tượng đấy. Và giá của chiếc đồ này thì bên em bán với mức giá là 2,6 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. À, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và em tặng kèm một cái dây AV để cho các bác kết nối với tivi. Đây ạ, dây AV đây.
Đây ạ. À, đây là dây AV để cho các bác kết nối với TV nhé. Toàn bộ đây là dây bãi thôi nhé. Dây bãi Nhật ạ. Đấy. Dây bãi Nhật. Các bác mua cộng này cũng mà 150.000 rồi. Đấy là rẻ nhé. Đấy. Ba dây, dây hình, dây hai dây tiếng, dẫn dắt được mạ vàng luôn. Đấy. Mua hàng bên em thì các bác luôn được quyền lợi rất là nhiều nhé. Đấy. Rồi, và giờ đây em test cái phần là đọc đĩa DVD. Đây, em test một cái đĩa của Thanh Tuyền. Đây. Màn hình phía sau đây. Thực hiện DVD Ma Giang. Đấy. Vâng, thưa quý vị, một màn đồng ca rất là đặc sắc. Thưa quý vị, chúng tôi phải xin phép quý vị một phút để chúng tôi nói một điểm, là tại vì có nhiều người hỏi tại sao lúc đầu chúng ta gọi là nhạc quê hương. Thì như lúc đầu chúng tôi nói, thưa quý vị, một là những đề tài về quê hương, hai là lấy bối cảnh của đồng quê nhiều. Đó là những bài đầu tiên về Bolero, chẳng hạn như nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ thì có những bài đầu tiên như là Trăng Rụng Xuống Cầu, Các Anh Về, Đường Xưa Lối Cũ, hay là ngay nhạc sĩ Lam Phương chúng ta có những bài như là Chuyến Đò Vĩ Tuyến hay là Nắng Đẹp Miền Nam. Thì tất cả những bài bolero đầu đó là thiên về nông thôn, về dân quê, về cái tình gia đình ở nông thôn nhiều. Về sau này đó thì tình ca ở thành thị nó lấn lên cái chủ đề đầu tiên, nhưng mà chúng ta vẫn quen gọi là nhạc quê hương. Bây giờ đi các bầu show người ta vẫn gọi, thí dụ người ta nói như Quỳnh Mai Thiên Vân nhạc quê hương, nhưng mà bây giờ thì cái tiếng trong nước chúng tôi, thưa quý vị, người ta gọi là nhạc bolero, là nói chung những loại nhạc đó. Thì thưa quý vị, hôm nay một người khách mời của Thanh Tuyền là một người bạn đồng nghiệp trước năm 75. Anh thuộc cái dòng nhạc khác, anh hát đầu tiên từ băng Sô Mạc Sen. Anh thuộc cái dòng nhạc mà chúng ta gọi là dòng nhạc thính phòng nhiều hơn. Trong một nhạc phẩm mà anh đã hát cách đây 50 năm rất nổi tiếng của Phạm Duy, bằng cái giọng rất êm dịu của anh, có tựa đề là bài Phượng Yêu. Mời quý vị thưởng thức lại bài Phượng Yêu này qua tiếng hát êm đềm nam ca sĩ Anh Khoa. Yêu người
Phần đọc đĩa DVD rất là tốt. Và đây em test đĩa CD. Em cho đọc đĩa CD. Đây, em test đĩa Fulfolo, đĩa chép nhé. Đã nhận đĩa. Hoa dâng đầy nỗi nhớ.
rất là tốt trước năm hay à, và giá thì bên em bán với mức giá là 2,6 triệu đồng em bao với ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đổi tiền à, bắt đầu đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em à, số điện thoại là 0907 23 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.